Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thanh đây và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game đó chính là Liên Quân Mobile. Thì hôm nay mình sẽ chơi một cái tướng mới, tối thì sẽ chơi tướng mới và hôm nay mình sẽ chơi một tướng mang tên là Omas. Tướng này thì đang được miễn phí chơi nên mình đã thử chơi xem như thế nào và đây là đầu tiên mình chơi. Thì nói qua một chút về tướng này, mình có đọc qua một chút skill nội tại thì có khả năng là gây choáng bởi những cái đòn đánh thường hoặc là sử dụng kỹ năng. Có tỷ lệ gây choáng trong khoảng 0,75 giây. Chiêu 1 thì sẽ lao tới kẻ địch và xong sẽ nện một phát búa khá là thấm. Chiêu 2 thì nó sẽ đập một phát búa xuống dưới đất. Và chiêu cuối cùng thì nó sẽ xoay búa anh em ạ. Cơn này thì nó máu nó khá là ngon và khá là ngon. Và cái lượng đam tay vật lý nó cũng rất là tốt và nó còn làm tăng cơ được. Đó như anh em, một chiến binh Viking, một tay cầm kiếm, một còn tay cầm búa. Đấy khả năng gây choáng anh em. Đấy có tỷ lệ gây choáng nha. Chiêu 2 khả năng là làm chậm. Ấy chà, con gì đấy? Con người lùn à? Bên nó sẽ có con người lùn anh em ạ. Con người lùn thì trong khả năng là bắn là mình chưa biết con ấy như thế nào cơ. Bắn súng thì anh em, súng điện à? Cho một cười ta. Team mình có Nacroc, có Zelfi mình chưa đánh bao giờ, có Theoana chưa đánh, có Quillen cũng chưa đánh bao giờ luôn. Thì cứ dần dần thôi, mỗi một ngày chắc mình sẽ đánh quáng đánh một tướng mới và một tướng cũ. Buổi sáng cho quáng đánh tướng cũ đi, còn buổi tối thì chúng ta sẽ chơi tướng mới nhá. Ví dụ như hôm nay chơi Omas chẳng hạn, ngày mai thì sẽ chơi tướng khác. Thì anh em nào muốn đánh tướng gì hãy comment xuống bên dưới nhé. Và cái ý kiến nào mà được nhiều người thích nhất thì mình sẽ lựa chọn làm cho tập kế tiếp. Ôi chết rồi, chạy thôi. Mình là con cây anh em ạ. Ôi chơi. Nào về nhà nào. Oh man. Thằng này vào đây. Ngáo cần à. Kin đầu tiên anh em ạ. Yes sir. Chết đi. Nhờn với anh à, trụ bắn cho chết. Đuổi theo mình chứ, buồn cười. Ngáo thật đấy. Rồi mới về nhà cái. Đi cùng cái con cây đấy, thấy bảo là một con dạng như kiểu là tăng cơ rất là khỏe, đỡ đòn rất là khỏe. Chưa một khả năng là lướt đi anh em ơi. Vừa có thể chạy trốn được nhá. Và chỉ có 5 giây để hồi thôi anh em ạ. Quá nhanh. Thì trong vòng cái thời gian của chiêu ấy nó sẽ có một cái vòng tròn ấy. Anh em mà chém một cái nữa thì sẽ gây ra sát thương. Hay là như đấy, vừa khả năng lướt vừa khả năng gây sát thương nhá. Con này đánh thì cũng không quá khó, đánh khá là dễ thôi. Và thấy bảo nhiều người bảo lên rank bạch kim mà rất là nhiều người đánh con này đây. Đó, nện cái búa xuống dưới đất anh em ạ. Ấy, bị con kia nó đánh cái súng điện à. Khó chịu nhờ trong cái cuồng đấy. Vào đây. Khó tiếp cận lắm anh em ạ. Và mình sợ là cái con cây đằng sau nó sẽ móc lốp mình. Bên nó có tận 2 thằng tăng cơ. Wow, kinh nhỉ. Mình đánh được gì đây anh em? Nào, vào đây. Mình có chiêu xoay búa, hay phết. Chiêu xoay búa khá khỏe, phải nói thế. Nào, đập phát nữa, mình có ăn tiêu đấy anh em ơi. Nào, kia đi level lần bẩn là ăn đòn nha. Ui, thấy không? Dậm một cái búa vậy. Cực kỳ là chất lượng. Nào, đập búa đây anh em ơi. Cái này có thể đập rất là nhiều nha. Đập lan luôn. Lướt lên. Này á. Ui giời, khả năng bắn lật lùi ạ. Hay ta. Mình ăn đấm sướng chưa? Mình đã hồi chiều cái mình sẽ lướt lên tiếp tục. Nó khôn đấy, nó biết đấy anh em ạ. Này ạ. Oh man, oh. Không, chưa giết được anh em ạ. Nào. Ui, chả tí vào nữa là chết đấy nhá. Bình tĩnh. Hai con. Con kia nó lên nó hỗ trợ cho cái con người lùn rồi anh em ạ. Ấy, chà. Về đây. Này. Chỉ có 4 giây để hồi thôi. Oh boy. Vào đây. Không ai hỗ trợ mình nha. Trời ơi. Ở dưới này không ai hỗ trợ luôn kìa. Nào, con người cây khả năng kéo dài tay à. Nhìn trông có vẻ khá người cây gì mà nhìn mảnh mai vậy ta. Nào vào đây. Oh, wow. Mày phải chết này, dám vào à. Mình sẽ có cái lệnh bài phong thần nha, cái lệnh máu phong thần phải kích hoạt. Nó tương đối là lúc nào cứ vào trận là ấn luôn anh em ạ. Là tạo ra một cái lớp giáp thì phải. Giúp chúng ta có thể trụ được lâu hơn thôi, khỏe hơn thôi. Nhờn này, có một mạng đầu tiên rồi anh em ạ. Người lùn. Mình là tăng cơ thôi. Rồi, 72 vàng luôn anh em ơi. Con kia mà level lần vượt là mình vào mình bổ cho cái, mình quay chiêu cuối luôn đấy. Nhưng mà nó khôn lắm, nó sẽ đứng ở trong trụ và nó có đấy chỉ có một thanh máu thôi. Em thấy không? Mình lên theo đường tăng anh em ạ, nên máu mình rất là trâu, phải nói như thế. Ok.
Nào, nào. Đánh với con này mắc lâu luôn. Thôi vào ra ngoài đánh con quái đi. Con này không tốn quá nhiều năng lượng anh em ạ, có thể chơi một cách thoải mái luôn. Đấy, mình đang lên đồ tăng máu, tăng sát thương vật lý. Con này thì có thể đánh được rất là nhiều theo kiểu thể loại khác nhau đấy anh em ạ. Nào, ok. Lấy nào, để trụ chứ chắc là hơi lâu. Ui mà không đẩy nổi cơ. Thì con này nó cứ đứng ở đây thì đúng là bó tay rồi. Tôi không thể nào mà đẩy nổi cái chỗ trụ này mà. Ấy, cái này lướt đi nhanh anh em phải căn nhá. Vào đây, bổ cho cái giờ. Cái hàng đều sợ anh em ạ. Cái hàng đều sợ. Mày biến ra ngoài mau. Nào. Mình đang đi lướt đấy. Nó cho cái kia hơi bị khó chịu rồi đấy. Từ từ. Nó không lên đâu. Bình tĩnh nào. Đây. Ui trời ơi, bắn một cái gì đại bác à. Cho đợi hồi chiều nữa mình sẽ lao lên tiếp tục nha. Nào. Tỉnh nhé. Tỉnh này. Ui xịt à. Đấm xịt anh em ạ. Đùa. Quái đấm xịt đi một cười. ăn máu cái đã. Mình chỉ sợ thằng người cây nó ở đâu nhỉ. Người cây ở đâu nhỉ. Ui. Làm chậm. Mình có lướt đi được mà. Mình đâu phải sợ nó đâu. Mình cây gọi là câu kéo nó khi còn chết ấy. Chưa biết thế nào được. Chúng ta đang hết máu nha. Chúng ta đang hết máu. Cứ bình tĩnh. Nào. Đối phương bị phá hủy rồi. Cứ tấn công vào đây đi. Ôi, đứng cái set ạ. Khôn thế nhờ. Của mình không lao lên được. Quả lao lên mình cũng sẽ chết. Đập vỡ nào anh em. Lao vào sâu thế. Chết bây giờ. Quillen muốn chết à. Nakrok cũng thế. Rồi. Cứ farm đã. Tính sao. Ý. Nào. Đập này. Thấy chưa. Anh em thấy nó dã man. Nhưng mà chỉ đi qua con này. Nó đan nó cũng bé mà. Nó không quá cao. May mà đi cùng với này nha, đi cùng với mấy cái con mà cơ động rồi thì hơi khó chơi. Ai chà chà, đánh kiểu gì đây? Có dám vào không? Xoay hết anh em ạ. Ok, thằng kia KS mạng nhá, thành niên nhớ nhá. Không sao, để nó ăn mạng đi, để nó lên đồ ngon hơn, mình không cần lắm, mình tăng cơ rồi cũng được. Level 12 rồi. Wow, đi rừng à? Thế nhưng đi rừng level châu thế. Nào, và săn thằng này rồi anh em. Làm săn không? Không có gì cả. Nhảy bổ mà mình không chơi chiêu cuối đâu. Xem nào, phía dưới này có ai không? Không có, nó đang đẩy nát nhà rồi. Theo nó đang đẩy nát nhà rồi anh em ạ. Vào, không dám vào. Đánh không dám đánh. Oh boy. Thôi. Cái gì đấy? Ngáo chết bây giờ. Cứ muốn đánh ở trong ấy cơ, muốn đánh trong trụ cơ. Ra ngoài mà đánh, ra ngoài mà chiến. Nhưng mà nó không ra đâu. Không được, nó đứng trong trụ vào. Cũng không ổn lắm. Chạy đi đâu? Mà mình không ăn anh em ạ, thằng kia nó lại ăn ạ. Nó làm to quá, không làm gì được. Có đấy là ai đỡ đòn vậy, sao mà mình không mất tí máu nào vậy? Không chắc thằng... Ui da, khả năng stun nhá anh em. Nó khả năng stun. Chạy đi đâu. Úi, má ơi, tự nhiên đàm to với nó. Chỉ cần động một phát là chết rồi. Cho hỗ trợ từ nãy giờ đấy, hỗ trợ 3 mạng rồi. Hay. Nào, quẩy nát chỗ này ra anh em ơi. Trận này có vẻ sẽ là dễ hơn rồi, 18-4 rồi. Ấy à, mày chạy đâu. Tao sợ mày chắc. Nào. Ui, thôi về. Thằng kia có khả năng Arthur, có khả năng chém rất khỏe. Tao sợ mày chắc. Thằng Arthur nữa. Mày chạy đi đâu? Double kill, phải thế chứ. Quillen ăn đến thế thôi. Không ăn nữa đi. Hay tật quả đấy, mình có thể cân 2 đấy anh em ạ. Mình có thể solo được 2 con nhá. Không phải nói, mình phải solo được 2 con đấy. Hai con không có đam, hai con tăng cơ đấu với mình. Cho level 11 rồi, cho lên theo cái hướng đầu đường rồi như thế này thì rất là trâu. Trâu bò khủng khiếp ấy, nhưng mà hết mana rồi anh em ạ. Nên là viên về đã, hồi mana đã. Một trận đấu có lẽ sẽ khá là dễ dàng với tỷ số là 25 rồi. Nó quá là cách biệt rồi anh em ạ.
Nào, let's go, let's go, lên nào anh em ơi. Khỉ, lần đầu tiên mình chơi con này rồi đấy. Nó thì đánh không phải nói là quá khó, mà team lần này đánh tốt cơ, nên chúng ta có thể là thoải mái hơn rất là nhiều. Đấy nào, Quillen đi cùng mình là chúng ta đi săn cả thế giới. Săn cả giới. Con Vira nó ở trong trụ à? Hơi khó, nó khả năng dồn sát thương rất là khủng khiếp. Và nó khả năng là stun. Đây có hai con anh em ơi. Vét máng nào. Vào luôn. Mình sợ chắc. Tao sợ chứ mày chắc. Một thằng chạy rồi. Vào đây này, thanh niên này. Thanh niên này không đủ tuổi nữa, thằng kia còn chạy được. Được đấy, thằng kia chạy mất dép rồi anh em ạ. Nó chạy rồi. Không làm gì được. Phá trụ trên. Chiêu ra phá thôi. Đấy, Nacroc vào rồi anh em ơi. Tốt lắm, trận này có vẻ là sẽ nhanh đây. Không quá lâu đâu anh em ạ. Nào, ok. Ui, team đông đấy. Team đông đấy. Ui. Vào là chết thôi. Ui, con này bắn thấm thế à? Còn Violet bắn rất thấm nhá. Rất là thốn luôn. Con này bắn đam rất là bé thôi. Chỉ sợ Violet anh em ạ. Violet và Vira nó dồn sát thương ra thì rất là khỏe. Làm gì? Chạy ra ngoài. Ui, boy. Chết rồi. Vẫn phải giết được một thằng. Bá đạo anh em ạ. Mày ạ. Ui trời, bị choáng rồi. Vào nó vào không? Quillen lên vét rồi. Ui, chết luôn anh em ạ. Sốc đam thật. Kinh hoàng luôn. Mình hết crack rồi. Thôi về đã. Choáng thật đấy. Quả đấy mình có thể trụ được rất là lâu ở trong cái combat đấy vì do cái lượng máu rất là khủng khiếp. Đây chúng ta. Và cái lượng sát thương mình gây ra là quá tốt. Trong team con kia không chạy ra được rồi. Chúng ta kích hoạt được cả cái khiêng nữa và nó sẽ làm cái lớp da lắp chắn đỡ đòn chúng ta nữa trong cái khoảng thời gian đấy. Đánh mình thì không ăn thua, hỗ trợ 6, giết 4 và không chết mạng nào anh em ạ. Lên nào, lên thôi. Đẩy chia nhau ra, trụ đấy đã bị vỡ nát, à chưa nát, chưa vỡ. Chưa vỡ thì phải chia nhau ra mà đẩy. Chết mất hàm một con nha. Cũng hơi là hơi ấy rồi đấy, chết rồi. Nacroc chết rồi anh em ạ. Nacroc trên kia chết rồi. Trụ vẫn còn nhiều máu quá nhỉ. Lướt đi ngay mới có thể chạy được anh em ạ. Chúng ta có thể chạy được nhá. Cái dạng như kiểu một cái tốc biến luôn ấy. Ngon. Tốc biến sẵn có trong người luôn. Vì thế mình không cần cầm tốc biến. Chết bây giờ. Thằng Quillen kìa. Giết nó anh em ơi. Giết nó nào. Ui nó trâu hết là cái trâu ấy. Trâu này. Ôi. Trâu này. Nát hết đội hình. Oh man. Thôi về. Nó rất đông rồi. Chết rồi. Chết rồi. Quillen vào quá sâu. Có hồi sinh ạ. Ngon. Ngon team. Lên. Ôi. Chà. Lui về. Nó trong trụ. Nó ở trong trụ đấy. Phải nói như thế. Tham quá, về đẩy trụ đi anh em ơi. Thắng nhanh nào anh em. Mình không muốn kéo dài thời gian ra làm cái gì cả. Xôi, chém nứt đất ra. Wow. 4-0 và hỗ trợ 7 mạng rồi anh em ạ. Đuổi theo kìa. Thằng kia đuổi theo team mình kìa. Rồi giết nó luôn anh em. Đâu rồi, team rồi. Có giết nó không? Đâu rồi? Từ nha. Đây trong này rất là đông này. Ui, giết cái con Violet trước đi. Đúng rồi. Giết cái Violet trước. Này ạ. Ui, chết rồi. Quả này dồn sát thương là chết rồi. Nacroc cũng chết luôn anh em ạ. Ôi, vào sâu quá. Đáng lẽ nên đấy thôi, bình tĩnh hơn thôi. Vào kinh quá. Thôi, cái con Vira nó stun mình luôn anh em ạ. Nó dồn sát thương vào chỉ có chết rồi. Không thể nào nó bị quay được xung quanh mà. Cái con bắn súng kia cũng khá là trâu. Nhờ, con người lùn ấy. Không, thằng Arthur thì nó rất là trâu rồi. Nó là tăng cơ chính hiệu rồi. Máu nó rất là tốt. Mình đã lên được full đồ rồi nha anh em. Full đồ ở vút thứ 15. Cũng khá là ổn. Với chúng ta, cái lượng máu và lượng các kiểu, các thể loại.
Rồi, chúng ta sẽ lên nào anh em. Phía trước là Quillen vẫn đang đẩy. Đẩy trụ khác đi, đẩy đường trên, đẩy đường dưới đi anh em. Không phải rơi vào một cái tình trạng là có thể thua bất kỳ lúc nào. Mày sợ mày chắc, sợ mày chắc. Nào. Một cân hai luôn, cân hai ngày luôn anh em ạ. Mình đâu phải xoắn. Ra hỗ trợ nào anh em. Đúng rồi, bắn nó đi. Còn đợi gì nếu mà không bắn. Mình câu kéo thời gian để nó bắn thôi mà không bắn. Ôi nó chạy như ma đuổi thế. Ui trời ơi. Nó có một cái slow rồi thôi. Tè. Quả này đáng lẽ mình nên. Chết rồi. Ui. Bắn thấm thế. Lùi. Mình đang có giáp ảo. Mày á. Tao sợ mày nhá. Tao có thể chạy được về đấy. Trâu lắm. Trâu. Vãi lều. Vào đây. Úi xồi, có đuổi đầu mắt. Đố được luôn đấy. Cái băng trụ giết cả hai luôn. Nói thôi quả đấy. Nó ghê lắm anh em ạ. Trên nào, trên kia giết được không? Trên kia có giết được không? Nó trâu lắm. Thằng Arthur trâu lắm. Máu rất là trâu. Thôi chạy rồi. Quillen chạy rồi. Té rồi. Té khẩn cấp rồi. Nào. Có vào không anh em ơi? Có vào không? Kia đánh hộ cái. Đâu rồi? Chết tiệt rồi. Tôi bị hạ rồi. Có lớp giáp. Đích hạ được mình cơ. Đích giết được chúng ta cơ anh em ạ. Vào đây. Em vào đây. Ra xuống đánh hộ. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày á. Đánh đi. Trời ơi. Đây rồi. Mày á. Mày làm gì? Cân lại luôn đuổi. Cái thằng cây khổ vãi. Cái thằng cây hài vãi cả lúa. Cứ thích đuổi mình để giết đến tận cùng cơ. Cái lúc trước cũng thế. Nó tự tin sức mạnh của nó quá đấy. Có lẽ người ta sẽ bỏ cái giày đi bởi giày Hammers này. Giày Hammers thì rất là khỏe. Nó rời giao tranh sẽ tăng tốc độ chạy. Giày du mục có tốc đánh. Giáp phép này, tốc chạy này. Tốc chạy nó lại duy nhất này. Cái giày này cũng được, không biết có được không. Mình muốn lên thêm đồ gì đó cho nó trâu chó nhỉ. Hình như đồ này đồ trâu rồi đấy. Đây là những hai giáp, hai khiêng và một tay đấm rồi. Mình còn chưa biết sẽ có rất là nhiều đồ khác nhau nhưng không biết lên đồ gì đây. Kệ đi. Lên nào. Phải đẩy các trụ khác đi. Cứ tập trung một chỗ. Chết rồi. Bên mình lại một thằng AFK rồi anh em ơi. Đùa nhau. Thôi cái này là sẽ tăng giáp trước thứ. Không nên bỏ được. Không bỏ không được. Ok, đẩy cái cứ đi farm rừng làm gì nhỉ? Trong cả Dark Rock cũng AFK rồi kìa. 2-3 chăng? Đấu sao đây? Chưa biết sẽ đấu thế nào đây. Dù có khỏe đến đâu thì 4 thôi. Một thằng Jeffy nó thoát game kìa. Bựa nhân. Thế nên. Nào, chia ra đẩy trụ đi, đẩy đơn. Cứ tập trung vào cái mid làm cái gì? Là chết đấy. Rồi mình không đi theo bọn nó đâu. Rất là dễ chết luôn, nó không khỏe lắm nên cái nỗi nó ăn được hai thằng tăng đâu. Chiêu ra. Ăn rồng, rồng ăn chưa nhỉ? Mình không nhớ là cái con rồng người ta ăn chưa nữa. Hoàn toàn có thể để bị đẩy ngược nha anh em, không phải đấy đâu. Ăn rồng. Ăn rồng ăn rồi à? Đi chung á. Bảo đẩy đường đi. Không đẩy được ở trong trụ với dâu. Nó còn chia ra. Chán vãi lúa. Chia nhau ra mà đẩy. Cứ tập trung lên đường giữa thì ăn kẹt à. Ăn kẹt à. Thằng kia lên trên đi. Họ về nhà đi cũng được. Về nhà để đép nhà đi cũng được. Oh man. Hai thằng kìa. Thôi xong. Rồi. Chia ra đi. Mình kiểu là mình là mình là về đội trưởng mình gỡ ấy nó. Hai thằng á. Ôi chết rồi, chết tôi rồi. Tao chiến mày đấy. Tao sợ chắc. Vào đây. Tao đập mày luôn đấy. Hai thằng lợn nhựa này. Đánh vào trụ nào á. Trụ nó bắn cho thấm chưa. Khiêng này. Thằng kia hồi máu á. Về đây hỗ trợ nào mấy cái thằng kia. Ui rồi ôi.
trâu này. Ôi trời ơi, sợ mày chắc. Đánh cuộc chiến một đấu hai, bó tay về đây gái nào. Đâu rồi, tim đâu rồi? Cái quái gì vậy, đã xảy ra vậy? Theo Anna bắn đi. Ok boy, sắp chết, bắn nó đi nào. Đúng rồi, mình tí là ưởn ở đây rồi. Hay thế, giết được có một con, à giết được hai con rồi thì phải. Giết có một con Arthur chạy mất rồi. Ui giời ơi, mình đánh với tầm khoảng một phút, không phải ít rồi. Chịu luôn, không thể làm gì được. Team thì không, à đẩy nhà anh em, đẩy một nhà cũng được, cũng tốt rồi anh em ạ. Đẩy được nhà, chúng ta đánh tầm khoảng một phút luôn rồi đấy, sợ thật đấy. Mình có thể leo qua tường được anh em ạ, chiêu này đánh rất hay nhá, có thể leo qua tường được, thằng kia vào nhà làm gì ấy, giết được người kìa, cũng khá hay, cũng được. Nói chung là trận này team ai đánh cũng hay. Bật cái khiêng lên cái, khiêng này trong vòng là 43 giây sẽ hồi nha anh em. Nào, nào, đập hết, đập rồng bạo chúa Kratos. Rồi ok, lên trên. Quyền năng hắc ám kìa, mình cũng quyền năng hắc ám rồi. Lên, phải đẩy cái trụ này lên. Đúng rồi, đi thôi. Ôi trời, có theo Anna chết rồi. Ngu người rồi. Tập hợp lên đây, mày thế, chạy được ạ. Lên nào. Nó về rồi. Nó ăn con gì nhỉ, nó ăn con dưới à. Làm sao đây. Cái thôi, chết rồi. Té nhá, không làm gì được nhá. Cả team nó ở đây anh em ạ. Bó tay luôn. Quái lao vào đúng là ngáo rồi. À, không chết anh em ơi. Nó không chết kìa. Hay thế nhờ. Team mình không chết. Nhưng mình ở lại vào đấy mình sẽ chết. Ui, nó dùng sát thương sợ quá anh em ạ. Thằng này lên đam ạ. Tôi chết rồi. Chạy được không? Chết rồi. Quả này nó dùng sát thương, nó quyết tâm và nó trả thù. Con này chết này. Ui giời ơi, chậm quá. Hay. Thằng này, ui nó giết luôn thằng năng rộng yếu thế nhờ. Mắc yếu luôn. Nó đầu hàng ấy, thế nhưng là đầu hàng này. Ngáo à. Farm nữa đi. Bây giờ phải, không biết đủ đồ nữa chưa. Rồi. Khó nhờ, tiến thành ra hơi khó đây. Phải tập hợp cơ anh em ạ, quả đấy tập hợp thì chúng ta có thể là câu kéo thời gian được. Mình thì không chết nổi quả đấy đâu. Mà nó rồi sát thương ghê quá, thằng kia chắc lên đường theo đường đam à. Có lẽ là vậy. Khó chưa, khó chịu phết. Đâu phải dễ dàng đâu anh em. Cố lên nào, chúng ta phải phá được cái trụ ở trên nữa. Đợi mình ra. À, tôi ra rồi đây. Tôi ra đây, lướt đi nào các bạn trẻ. Đấy, khả năng là lướt. Đợi tí Quillen. Quillen đợi tí nào. Quillen. Mình hay gọi là Quillen, không biết anh em gọi tên là gì luôn. Nhưng mình gọi là Quillen. Rồi, thằng nào đi lẻ là chết. Thằng nào, ủa nó không đi lẻ đâu anh em ạ. Bây giờ sẽ đi cả team. Và 5 đấu 4 trận deck nào cũng thế nhá, từ hôm qua giờ cứ được một cái trận gọi là tốt một chút là kiểu gì là cũng sẽ bị phá game hoặc như thế nào đấy. Toàn rất là khó thôi. Mình chỉ cũng chỉ là thằng tăng cơ thôi. Nửa nạc thôi, cũng không phải là. Ok, ra hỗ trợ. Móc lốp xong nào không? Ô, thằng cây này ngáo nhờ. Ba thằng đấy nhá. Ok, không lao lên luôn, không lao lên cứu luôn. Rồi, nó chưa chết đâu, nó ở đây. Đấy, thấy chưa, chạy đi đâu con sâu này. Mày phải chết rồi. Ô, bắt được này anh em, ui xồi ôi, gà. Công nghiệp, anh em ạ. Ô, mày chạy đi đâu, bây giờ mày chạy đi đâu. Tụi mày giết tao đúng không, lúc ai hai thằng hiếp tao đúng không. Bây giờ thì hiếp lại ba thằng luôn nhá. Mày chết đi này, con lợn nhựa này. Nhờn à, mình hỗ trợ đến 13 mạng rồi. Phải lúa thật. Nào, thằng nhà anh em ơi, tấn công nó nào. Đẩy trụ này anh em ơi, lên nào, let's go boy. Con này vào giết luôn này. Tập hợp đủ cái là vào đập nó luôn này.
Không phải, đằng ra lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây, lên đây. Chết mày đi này, chết mày đi này, chết. Rồi ok, phá trụ. Yes. Hay, và cuối cùng thắng rồi. Ôi. Và rồi thì chúng ta sẽ kết thúc mày nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của tựa game, đó chính là Liên Quân Mobile. Xin chào, gặp lại. Bye bye.